Rộ tin Đàm Tùng Vận khẳng định sẽ không đóng Ngôn Tình khiến khán giả nuối tiếc. Xu hướng nhận vai của Đàm Tùng Vận trong tương lai khiến khán giả rớt nước mắt vì tiếc nuối. Đàm Tùng Vận là một trong những tiểu hoa đán được săn đón hàng đầu showbiz, cô gây ấn tượng cho khán giả qua loạt vai Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Mùa Hè Của Hồ Ly, Lời Danh Nghĩa Người Nhà. Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận đã được đưa lên hàng ngũ diễn viên tuyến 1, tương đương hạng A trong showbiz, kèm theo việc cô sẽ không nhận kịch bản Ngôn Tình Sủng Ngọt và Thanh Xuân Vườn Trường. Mặc dù thông tin trên chưa được xác nhận, nhưng khán giả khắp nơi đều bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận có vẻ ngoài trẻ trung và lối diễn xuất không thể phù hợp hơn với vai diễn Ngôn Tình và Thanh Xuân Vườn Trường. Điều đó đã được chứng minh trong hàng loạt tác phẩm của cô. Dù đứng cạnh Tống Y Long 1999 trong phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, nhưng Đàm Tùng Vận 1990 vẫn trông trẻ trung hơn, thậm chí cô còn đảm nhiệm vai em út trong phim. Nhiều khán giả không giấu được sự tiếc nuối bên dưới bài đăng và mong Đàm Tùng Vận đổi ý. Một số bình luận như sau: đừng mà, chưa thấy ai đóng Ngôn Tình hợp như cô. Người ta nói không đóng Sủng Ngọt nữa thôi, chưa có nói nghỉ đóng phim luôn đâu. Không liên quan nhưng đến giờ mà Đàm Tùng Vận mới được xếp vào hàng tuyến 1 là hơi bị trễ á. Nghe đồn cổ trang đóng phim tòa án, vậy đến này là thật rồi. Còn về việc Đàm Tùng Vận được xếp vào hàng ngũ diễn viên tuyến 1 của showbiz, khán giả cho là quá xứng đáng. Được biết nữ diễn viên đóng phim từ năm 2005 đến nay, sự nghiệp của cô được ghi dấu bởi nhiều vai diễn từ hiện đại tới cổ trang. Người hâm mộ hy vọng được nhìn thấy Đàm Tùng Vận trong những tác phẩm mới. Dù nữ thần sinh năm 1990 chọn kịch bản thể loại như thế nào, khán giả vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ cô nàng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!